Chưa bao giờ tôi nói cái gì mà tôi không làm được. Là các cậu tưởng tôi kỳ tài, không phải. Do tôi đặt vấn đề đúng. Tôi chỉ làm được những việc ấy thôi. Và chắc chắn tôi làm được thì lúc ấy mục tiêu xuất hiện. Là vì khi tôi đã nói là tôi cần chắc chắn tôi làm được thì tôi mới bắt đầu hô mình phải làm cái này. Ý nghĩa của thực thi. Một thực tế là năm 2000, 40 CEO trên 200 CEO hàng đầu nước Mỹ nó bỏ ra, nó tuyển đến cùng cực, vang lừng bảng xếp hạng, bằng cấp, điều hành công ty ngon lành mới tuyển về. Và xếp hạng của bảng 500, tức là Fortuner 500, bảng xếp hạng lừng danh thế giới, các cậu đứng đầu hết. Thì 40 thằng trên 200 thằng bị sa thải ngay lập tức. Bạn mà đi tuyển những thằng lừng lẫy nhất thì tôi xin nói thật, đứng về mặt thực chiến, toàn từ cấp phó và trưởng phòng nó làm, còn danh cậu hưởng hết. Các bạn bị mờ mắt bởi những cái này. Cho nên tí nữa công đầu nó rơi vào những thằng thực chiến ở cấp trung gian. Nếu tuyển, cố gắng thằng tuyển thằng phó thực hành ấy, các bạn an toàn. Đấy là một số liệu. Số liệu thứ hai, ở thời hiện đại, trung bình 20% những nhà kinh doanh thế lực nhất thế giới bị mất việc. Mà nguyên nhân đều đổ lỗi cho cạnh tranh, cho chiến lược công ty bị sai, cho nên em điều hành sai. Do bối cảnh có rủi ro, tức là dịch bệnh. Đấy là ba nguyên nhân chủ yếu để các chú đổ tội khi bị đuổi các bạn ạ. Thống kê cho thấy mọi cái đều sai. Mọi cái đều từ thực thi kém mà ra. Thực thi kém mà ra. Các bạn ạ. Đấy, ý nghĩa của thực thi là vậy. Nói một cách khác, nó có một loạt các mệnh đề sau đây. Chiến lược của thời 4.0 chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng nếu không có giấc mơ thì không làm được cái gì. Vậy thì cái thực thi mới là cái quyết định, chứ không phải là giấc mơ. Thực thi là căn cứ để lập chiến lược. Em có 8 thằng tiến sĩ, đủ mặt trận. Với công suất 8 tiến sĩ thì nó làm được 10 việc của 8 mặt trận. Đấy là cậu tính lý thuyết. Trên cơ sở cái trường ấy nó bảo là tiến sĩ thì làm được cái đó. Về mặt thực chiến ấy, thì 8 tiến sĩ này xuống vào làm được âm 10. Nếu để từng thằng nó làm độc lập thì có thể làm được 2 việc. Vậy thì nguồn lực các anh chị tính là nguồn lực công ty em là 10 việc có thể làm. Xong các anh chị lập chiến lược, đặt ra mục tiêu là 10. Các bạn sai ngay từ phát đầu tiên, cái giấc mơ thôi. Thực ra chiến lược các bạn chỉ được đặt trên số 2 thôi. 8 tiến sĩ chỉ làm được 2 việc, nếu xét ở góc độ thực chiến. Mệnh đề thứ hai, cái gì ạ? Thậm chí nó đưa mệnh đề này, mọi học hành là vô nghĩa. Thực chiến mới là có nghĩa, các bạn ạ. Mệnh đề đưa ra này, mọi ý tưởng chắc chắn sẽ sụp đổ. Không có thực chiến thì tất cả ý tưởng chỉ là vớ vẩn. Mệnh đề nó nói tiếp theo này, các bạn phải đọc cái cuốn sách Trường Tồn. Muốn trường tồn mà thiếu thực thi thì chắc chắn sẽ thành đoạn tồn, thành hưởng dương đấy con ạ.
Vậy thì ở đây ấy, ý nghĩa đầu tiên của thực thi, nếu không có, mọi thứ các bạn đang nói là vô nghĩa. Đừng để tôi khinh bỉ. Nếu tôi khinh bỉ mà các bạn làm đúng như cái các bạn không tôn trọng nguyên lý của thực thi, thì sự khinh bỉ ấy là hoàn toàn đúng đắn, chứ không phải tôi. Ý nghĩa số 2. Vậy thì đừng có dọa tôi học hành nhá. Tao cần mày mỗi cái việc mày gặp thằng lãnh đạo mày thực chiến này, cái cơ mặt nên thế nào là một quy trình. Mày nói cái gì hay không nói, lúc này phải thời điểm quất chưa hay lấy thông tin. Trận chiến này tao cho mày thắng, mày đợi đó, ba nữa tao luộc mày. Đấy là thực chiến, chứ không phải hùng hục đâu nhé, không phải chứng tỏ đâu nhé. Vớ vẩn. Ý nghĩa số 2, khoảng trống giữa chiến lược và thực thi, tức là giữa cái ý định của các bạn, chiến lược và thực thi, càng lúc càng dài. Cái khoảng trống nó cứ dài như thế này. Ngày xưa mình định thì giữa cái định với cái làm được ấy 80%, bây giờ nó còn có 10%. Cứ định một đằng thì nó ra một nẻo. Do cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật, do sự khôn ngoan của con người, do cường độ cạnh tranh trở nên cực kỳ khốc liệt, cho nên giữa cái mày ước mơ với cái mày làm nó tụt xuống còn có 10% đúng. Các chị ạ, vậy thì mày nên điều chỉnh chiến lược cho nó thấp xuống, hay mày đẩy cái năng lực thực thi lên? Đấy là vấn đề. Lý do ở chỗ lý do ở chỗ người ta không biến ý nghĩ thành hành vi được. Và để biến ý nghĩ thành hành vi ấy, các chị ạ, thì người ta phải làm như sau. Phải làm thì các bạn sẽ giải quyết được ý nghĩa thực thi này. Khi gặp một vấn đề, hãy làm ngược lại như sau. Người ta gọi đây là cái cách để tiếp cận vấn đề các bạn ạ. Ngược lại thế này nhé, là hãy xem xét tính khả thi, tức là hãy xem xét khả năng thực thi của công ty mình là điều đầu tiên, chứ đừng tìm cách gỡ vấn đề để cho doanh thu nó tăng, thì ai chả muốn. Thì để giải quyết được vấn đề khoảng cách, nó sẽ biến thành hành vi. Người ta đánh giá khả năng thực thi nâng doanh số của công ty là nhân tố đầu tiên. Vậy thì các bạn định làm vấn đề gì, các bạn thấy chúng ta cần phải tăng doanh số. Bây giờ ý thứ hai là khả năng tăng doanh số, tức là tính khả thi, tức là tính thực thi. Thì các bạn đang chạy theo trật tự 1, 2. Chúng ta đang dạy ở đẳng cấp cao hơn mà, phải nghĩ nhé. Thì người ta khuyên là các bạn ạ, cái số 2 này phải trở thành số 1, và cái số 1 này trở thành cái số 2. Mày có làm được không đã? Chúng ta phải tăng doanh số. Đừng đặt vấn đề thế trong cuộc họp. Chúng ta có làm được không? Nếu làm được, làm đến mức nào? Cho nên là để giải quyết vấn đề, người ta tiếp cận vấn đề ở góc nhìn của tính khả thi, chứ không phải tính cần làm. Thì các bạn sẽ xóa được khoảng cách này. Cho nên tôi nói với thằng đệ tôi, từ khi nó đại học năm 2, bây giờ 51 tuổi hết rồi, 52 tuổi hết rồi. Thế mày, có khi nào tao đã thở với chúng mày một câu mà đến giờ này tao không làm được không? Một cái thôi. Các chị ạ, một cái thôi. Và khi tao mở mồm, thằng nào cũng nói tao nổ, đúng không? Nói đi. Là vì khi tôi đã nói là tôi cần chắc chắn tôi làm được, thì tôi mới bắt đầu hô mình phải làm cái này.
đang đây đâu, mình phải làm cái này. Trong khi đó mình như thằng rẻ rách. Các bạn đang bị một cái bệnh trầm trọng của trầm trọng ở trong tâm can các bạn. Mày năng lực thực thi lên, nâng tới đâu thì hãy đặt mục tiêu tới đó. Cho nên cái khoảng cách giữa cái mày muốn và cái mày thực hiện càng lúc nó càng xa ra các bạn ạ. Bởi vì cách đặt vấn đề ngay từ đầu chặt mày rồi. Tính theo thực thi, doanh số tụt phải nâng lên. Nhưng người ta không nhìn thế, người ta nhìn thực tế là có nâng được không? Không nâng được. Đập công ty đi. Mày ngồi mà vẽ chiến lược. Trường Doanh Nhân PR.